Bạn Thôi Đô. Chúng ta đến đây để... Và bây giờ hai đội đã sẵn sàng rồi. Chúng ta có 10 phút và 10 phút chuẩn bị bắt đầu. Các máy đã chạy. Và 10 phút bắt đầu. Xin mời. Bắt đầu. Hai đội đã ngay lập tức vào cuộc đua. Ai về vị trí đấy? Một bao có từ 400 gram cộng trừ 10 gram. Một bao sẽ có 6 nắm. Xa quá. Cái bánh đa này, đây rồi, sang phần đầu tiên của đội Hương Quê. Trong lúc đội Hương Quê nhanh chóng hoàn thành sản phẩm đầu tiên, thì đội Hướng Dương vẫn chưa khởi động xong. Nguyên nhân là do cuộn bánh bị khô, không lấy được đầu bánh cho vào máy. Chưa được. Tóm lại là làm ở nhà thì rất tốt, nhưng ra đây là vì là cho cái hàng của mình ấy. Nó không được đảm bảo như ở nhà. Nó khô, nó bị gió, nó nắng, nó khô. Nên là khi mà thái nó bị dính là nó chậm ở công đoạn đấy. Đội Hướng Dương sau khi khắc phục được lỗi nhanh chóng vào cuộc thi một cách bất chấp. Đưa vào máy. Thôi thế. Đây, Huy ơi. Mang cái này sang bên kia. Thì ở đây thì thi mà, cho nên là phải nhanh, đôi khi là cũng ẩu hơn một tí. Đúng. Chị ơi. Anh qua đừng quặn như sợi dây thừng như thế rồi. Ôi. Đội Hương Quê trong lúc đó phối hợp rất nhịp nhàng, người cắt, người cuốn, người đóng. Chúng tôi phân công thế là những người này là hai cô này là vẫn làm quen những cái công việc ấy rồi. Nên là chúng tôi phân công thì các cô ấy làm là nó sẽ là kỹ thuật hơn. Còn như chúng tôi nếu vào làm có thể nhanh hơn nhưng mà không kỹ thuật bằng các cô ấy. Quận khẩn trương, nhanh lên nào, có 10 phút rồi. Tập trung đóng gói. Nhanh lên nào. Đội Hương Quê đang có bao nhiêu rồi? 4 rồi, đội Hương Quê. Còn trong lúc này, đội Hương Quê đã để lộ sơ hở khi khâu đóng gói chỉ bố trí một người cố định mà phải chạy đi chạy lại. Nó phải nhanh, nó phải có quyết tâm và nó phải thật vui. Đội Hướng Dương hết sức tập trung, phân chia lực lượng đồng đều. Sợi nhỏ sẽ là của đội Hương Quê, sợi to là của đội Hướng Dương. Tại vì là bình thường ở nhà thì nó theo quy trình thôi, thế nhưng mà ở đây thì... đảo lộn ăn phải đây. nhanh hết cỡ để cố gắng để thắng. Nhanh tay, nhanh chân và nhanh cả mắt nữa. Quần đừng quần như sợi dây thừng như thế rồi. Ôi đúng anh con kèo tưởng ra là anh đang đi đánh cá lưới, gọi là lưới đánh cá. Sợi nhỏ sẽ là của đội Hương Quê, sợi to là của đội Hướng Dương. Đừng cho nhiều quá, đừng cho ít quá. 30 giây còn lại. Nhanh. Ôi, không lấy à? Đấy, em không lấy được. 10 giây cuối cùng. 9, 8, 6, 5, 4, 3. Bác Lê Hữu Nhoạn, trưởng thôn Làng Đợi xuất hiện trên sân khấu với vai trò ban giám khảo. Qua kiểm tra thì có hai gói là không đủ tiêu chuẩn về việc đóng gói. Với thâm niên làm bánh lâu năm, bác liếc thôi là cũng sẽ biết đã cuốn và đóng gói đúng quy cách hay chưa. Tôi bắt đầu làm bánh đa là từ năm 96. Tôi đi bộ đội về thì một thời gian tôi mới làm. Cái nghề đấy giúp mình là mua được ô tô, mua được nhà lầu không ạ? Cái đó thì nếu kiên trì thì sẽ có. Cứ kiên trì. Cảm ơn chú ạ. Vâng, tôi xin phép được kiểm tra. Cái gói này là không đủ tiêu chuẩn. Đúng rồi, bỏ. Qua kiểm tra thì có hai gói là không đủ tiêu chuẩn về việc đóng gói. Đấy, cứ bóp nó căng đấy là một ok. Vâng, được ạ. Vâng. Hai ạ. Vâng. Ba. Vâng, đây, thùng. 18 sản phẩm đã được. Mà 4 sản phẩm đã đóng chưa kín cũng như cái đoạn bên kia. Xin phép và tổ chức. Cảm ơn chú ạ. Bạn có đây. Chúng ta đã sản xuất, đã thu hoạch và đã có ngày mùa rồi. Đội Hương Quê có 17 sản phẩm. Đội Hương Dương có 18 sản phẩm. Kẻ tám lại người nửa cân. Thật là khó. Kết quả của đội chúng tôi thì chỉ thua đội bạn có một gói thôi. Thế nhưng mà của chúng tôi nếu tính về đẹp thì chúng tôi đẹp hơn rất nhiều. Thế nhưng mà thôi, vui là chính.
Tại vì cô nằm nhanh, nằm gấp rút cho nên là mất 4 túi bị nổi. Nhưng mà đội bạn cũng thế.